Xin chào, mình đang có mặt ở một cái cửa hàng bán mai vàng trên đường Lạc Long Quân, ngay bên cạnh trung tâm thương mại Lotte Mall Hà Nội. Đây là mai vàng Sài Gòn quý vị nhé, đồng giá 500k một chậu. Nên tiện đây mình quay một số hình ảnh để quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đấy, mai vàng Sài Gòn đã ra tới Hà Nội đây quý vị nhé, để phục vụ Tết Nguyên Đán. Đấy, mỗi chậu như thế này có giá 500k, cây thuần chậu. Hoa nụ rất là nhiều. Gốc bệ cũng to nữa. Trăm là chậu nhỏ, chứ còn chậu to như thế này là hơn to là hơn triệu. Hơn triệu. Vâng. Rất nhiều hoa, nhiều nụ như quý vị nhé. Có vẻ thuần chậu luôn rồi. Chả vì là có để bàn chơi. Vâng. Đối diện ông Mo. Ở đây những cây to thì có giá hơn 1 triệu. Đấy, những cây to này. Đấy, cũng rất là nhiều nụ. Đấy, còn những cây nhỏ như thế này 500k. Đấy, bê tay được. Này để bàn rất đẹp rồi. Cánh cũng là cánh kép đây chứ. Không 9 8 3 3 2 5 8 2 7.